Hello everybody, welcome to HeoVKT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HeoVKT. Thì hôm nay chúng ta đến với một con game mới. Chả biết mới hay không nữa, nhưng mà Huy cũng khá là ok ha. Ok, bây giờ mình vào game nào. Ở đây là cả nhà yêu. Đây là mật khẩu. Đây là nhập lại mật khẩu. Đâu rồi? Đây. Rồi, ở đây thì có một server duy nhất ha. Ok, chúng ta vào server này. Còn cái màu đỏ kia thì kệ nó. Đây có 3 lát nhân vật ha. Đó, nhìn đã không? Trời ơi, chibi. Ủa, cây súng hả ta? Con này là Ngự Kiếm Phi Tiên ha. Thấy ta đặt sao mình nói vậy thôi. Quá đẹp. Trời ơi, con này màu thiệt quá nữa là thôi còn gì bằng anh em. Dạo này game free quá trời luôn. Anh em like, share, mạnh tay, ủng hộ heo nha. Đừng quên đăng ký kênh nha anh em, để nhận thông báo về những con game mới nhất nha. Chứ có nhiều con game anh em vào hỏi heo thì nó đai bà nó rồi. Ok, đây khá là nhiều lát, nhưng mà để coi. Con bé này cầm súng hả? Chibi hả? Ok, lâu lâu chơi thử chibi bữa coi. Ui, đừng có để tên này, ta biết chết. Tên này đi. Đồ hình cũng khá là đẹp ha. Wow, có con chó nữa kìa. Ôi vãi. Ôi rồi, con chó nhìn sinh động ghê anh em. Ô, 3D, đồ ngoại 3D. Wow. Ôi rồi ôi, con này mà Việt hóa nữa là thôi còn gì bằng anh em. Ngon luôn. Rồi con này còn, nói chung là đồ ngoại nó cũng được ha. Nhưng mà tính ra đẹp. Nhìn nó tựa tựa như là con gì quên rồi ta. Con trường sinh quyết đó anh em. Đó, rồi ơi, mà con chibi này nhỏ quá. Nhỏ quá nhìn không thấy luôn á. Ôi trời ơi. Mấy cái vách núi nhìn nó hơi bị khô sơ ha. Ôi tính ra chơi con này ngon hơn chơi con kiếm hiệp tình nhiều. Tiếc là nó không Việt hóa ha. Hy vọng là sau này là ad game mở ra là Việt hóa luôn cái. Ôi có con chó, có mèo nữa kìa. Ôi đủ phòng. Ngon. Hey, sẽ có một video chơi thử em nó ha. Thấy ngon rồi đấy, Ôi đù. Cái con rồng này nhìn sao nó giống mấy con rồng mà người ta múa lân á anh em. Nó gãy gãy này sao á. Nó không có được mịn lắm ha. Tôi nghe nói đầu game vô là nó free với chúng ta. À đây nè, có free nè. Đây là 1 ức nè ha. Tôi nhìn cái tôi quen rồi. Vậy là 100 triệu kim nguyên bảo ha. Ngon. Rồi VIP làm sao có ta? Không lẽ tiêu kim nguyên bảo ta? Ok bé ơi, bé đứng đây đi. Để anh đi lên VIP cái nào. Rồi VIP chưa lên, đừng có nói là không có free VIP nha, buồn lắm luôn á. Trời. Cái shop đâu ta? Chưa có được mở được cái shop nữa hả? Đậu vọng. À, đầu tư vô túi ấy nè, được, cũng được ha. Được, ok. Nhưng mà méo có thấy VIP là thấy hơi buồn nha. Ở đây thử nâng cấp con này lên xem. Ồ. Wow, có con rồng nữa kìa. Nó như mấy con ngự kiếm kia vậy anh em. Ngự Kiếm Vấn Tình á, y chang vậy á. Hai vị này là nó mở cái hoa đăng ha, còn cái này nó mở cái lồng đèn. Ý có tiếng Việt nè. À, có một tí tiếng Việt nha. Ok, cho nó là 10% tiếng Việt đi. Nè. Vậy là chắc admin đang trên đường Việt hóa ha. Hy vọng là sẽ Việt hóa trong một thời gian sớm. Wow, lên con cáo rồi kìa. Khá nhanh luôn. Wow, lên con hạt rồi. Cái gì con gì trời cực. À, con cá ngựa. Oh my god, cởi con cá ngựa nó ra làm sao. Game khá là ngon, khá là hài luôn anh em. Like share mạnh mạnh tay vào nha, để ủng hộ heo nào. Ôi rồi ôi, con game khá là đẹp. Wow, wow. Đẹp đẹp nha, đẹp. Gì vậy? À, đáp xuống hả? Ok, để ý mua được cái này nữa nè. Thay đổi cây súng mới coi. À, nạp mới có hả? Đậu tương cưng. Mai chiều đi kiếm cái này mà cái phiên bản nạp coi. Thâu này nọ coi. Thấy coi bộ đam mê à. Mà chưa thấy lên VIP nữa nha. Để nâng tiếp coi con cá ngựa là con gì. Wow, một con sư tử lửa. Ôi cái bách rau sau lưng nhìn của nó kìa. Wow, đang bị xiềng xích. Ngon ngon. Oh my god, có bò cạp nữa kìa. Wow, con này đẹp hơn con ngự kiếm nha anh em. Cái con thần thú của nó là đẹp hơn con ngự kiếm nha. Rồi, tao mấy con này là thấy xàm rồi. Nhưng mà bách rau của nó được nha. Cảnh xung quanh nhìn ok. Tốt, tốt. Đồ. Ôi rồi ôi. Các bạn nhìn con này, các bạn nào mà xem Naruto hả? Là nhớ tới cái thằng gì cầm cái bút vẽ, quên mẹ nó tên rồi. Nó thường vẽ ra mấy cái con mà sư tử giống vậy nè. Y chang luôn. Wow, ở đằng sau có hình bát quái quay nữa kìa. Ngon, ngon, ngon. Ôi giời ơi. Sao lại là con công mà không phải là một con gì khác. Tiếp, tiếp nào. Ôi xài hồi nãy giờ chưa hết được mớ nữa nè. Khá là hay, khá là ngon. Kim Nguyên Bảo xài nãy giờ chưa xuống nhiều luôn anh em. 4 số còn y rồi nè. 4 số là 99.999.000 hả? Hồi nãy gì xài cũng ít dữ ta. Nè, 99 triệu nè. Nhanh nhanh nhanh. Ủa con gì vậy? À, con Phượng Hoàng nãy giờ mới có nè. Wow, con sau là một con rồng. Ủa con gì vậy? À, con rồng hai đầu anh em. Wow. Ngon ngon ngon. Chù chà ma ơi. Đẹp nha, đẹp nha. Xác nhận là đẹp nha anh em. Wow, lâu lâu có một số con game mới nhìn đẹp kinh. Được được được. Video này chắc khá là lâu đó. Mở luôn con sao coi con gì. Wow, một con rồng. Con rồng này con rồng Trung Đông rồi, chứ không phải rồng châu Á ha. Con này mà được con rồng châu Á là đẹp. Con rồng này là con rồng châu cái gì, con rồng phương Tây rồi. Bên con rồng, đúng rồi, phương Đông là bên mình mà. Đúng rồi, mình là Đông Nam Á. Rồi, mát rồi đó. Ok, mở cái gì danh hiệu gì lên cho nó nè. Ok. VIP không có. Hơi buồn vì việc đó. này mà cho VIP nữa là ngon rồi. Không cho VIP nha, xác nhận là game không có cho VIP nha anh em. Tại sao lại trong máy nó để là VIP 8 ta? VIP 8 ở đâu đây trời? Để đâu mua mấy con này cái coi. VIP 8 nằm ở đâu ta? Từ từ nha, bình tĩnh bình tĩnh. Ok, mua hết. Vô túi coi có cái gì không? À đây nè, có viên kim cương nè. Màu lên VIP 8 rồi nè. Ok, vậy là free cho chúng ta được là VIP 8 nha. VIP 8 và 100 triệu kim nguyên bảo nha. Chắc tới đây là nhiều anh em nghỉ coi rồi. Thường là vậy đó. Tao mấy hút hay cái mấy anh em nghỉ không à. Rồi chút là đi hỏi ủa này free ở đâu anh Heo? Heo cũng đâu biết đâu chị. Ok, ba cái hư quỷ này mà. Vô tiệm mua free mênh mông. Ủa trong này có bán con nhỏ này nữa nè. À không phải. Cái đá đâu ta? Ồ, dấu chân nè. Ôi rồi ôi, free kìa. Ba cái đồ quỷ này rẻ mạt luôn anh em. Mua. 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 Lâu lâu không ra thế giới loài người, nay ra thấy nhiều thứ thú vị nhỉ. À đây có con bé nè. Con bé xinh xinh nè. Cá vàng bơi trong bể nước nè. À hãy xếp nè. Khá nhiều ngon. Khá nhiều con ngon luôn. Cái này gì ta? Hình cái túi, không biết là cái gì ha. Chắc là mở rộng gương hay gì đó. À cái này là kim nguyên bảo khóa nè. Nhưng mà quan trọng cái cục đá đó là mua cái gì úp lên thôi. Này ai xếp nè. Mấy cái rương này để làm gì ta? Rồi mấy cái lá, à lá cam. Ủa gì vậy sao tự nhiên hả? À không phải, tưởng nó hết hồn, tưởng nó là của mình chứ. Ok, gì vậy? Game bị lỗi hả? Thoát ra không được vậy. Game nào hả? À chắc là game này. À đúng rồi, game phía sau. Ok. Chưa mở được nữa. Ok, chạy nhiệm vụ tiếp thôi. Ba cái hư quỷ nè mà. Con rồng nó bay muốn không nổi luôn mấy chú ơi. Trời ơi, phù cho lẹ chứ. Đang ngồi chờ nó mở cái kit cuối cùng mới nghỉ ha. Đó. Kỹ năng kỹ niết gì đây. Ok, làm cho lẹ thôi. Sắp hết rồi. Gì đây nè, quá trời nè. Mua mua mua. Ba cái hư quỷ này mua được là cứ mua nha. Rồi cái điểm gì nữa nè, cái điểm sau này hồi nãy thấy ở trong túi có cái chỗ để điểm nè ha. Vậy nên nên mua ha. Ba cái thứ này, à nạp tiền hả? Ok. Sorry. À, chiêu chỉ gì đây? À mua, ủa có con rồng này nữa hả? Ô làm sao có được nó ta? Ồ. Wow. Ôi làm sao đây, làm sao mà được lấy được nó đây? Ôi giời ơi. Con rồng châu Âu, lộn con rồng châu Á nè anh em. Ôi giời ơi. Mà méo biết làm sao lấy được nó. Game đồ họa đẹp nha. Công nhận là đồ họa đẹp. Tuy là nó không có mượt lắm nhưng mà nó vẫn là đẹp nha. Cái này chắc 2D8 chứ không được 3D đâu. Nếu mà nó tính ra đó, nó chỉ là 2D8 thôi. Wow, lên phi phong hả? Cái viên này bán ở đâu ta? Đậu xanh nó không có bán mới ghê chứ. Trong shop nó không có bán anh em. Rồi sao đen khui luôn. Đầu lắc chỗ này rồi. Ok, hót ra vào lại. Wow, được con rồng chở đi kìa. Ôi ôi, mới hót ra vào lại ha. Được con rồng chở đi kìa. Wow, biết chừng nào mới được con vậy. Cỡ trời. Mấy cái vật phẩm hồi nãy mua nè, kỳ chân cát nè ha. Chắc mai chiều đi kiếm bản thâu để xài quá. Thấy cậu bộ đam mê với cái game này rồi đó. Thâu thì có ha, nhưng mà lười lắm anh em ơi. À, nâng cấp, à cái điểm này để nâng cấp ấy lên nè. Đồ phòng. Ồ, được. Được. Còn gì mua nữa không? Buffet gì nữa mua luôn nè. Ok, cánh tay quỷ nữa hả? Ghê hả? Wow. Giờ đi lướt xem. Ừ ok, cái này mua rồi. Này mã code. Mấy cái này đang bị khóa. Mẹ ba, hồi nãy tao cởi con kia ngon ghê. Giờ nó chuyển qua nó cho tao cởi con này để trời. Có một sự quạo nhẹ ha. Wow. Yeah, ở đây có 2-3 thứ mình chưa mua nè anh em. Ngộ lắm, cái gì chưa mua thì cứ mua ha. Ok, mua. Cái nào mua giới hạn thì chúng ta mua hết ha. Còn cái rương này là cái rương gì mà nhiều quá. Để lại. Ôi trời. À, chắc là cái chìa khóa mở ra cái rương này hả? Ok, ra xem. Quá trời đồ luôn nè. Trời ơi, có biết xài đâu. Rồi, lại có mấy chú hít spam đầu. Lại con cái nhà vô phá game nữa đây. Ok, cái này mở ra đá. Rồi, hết giờ chơi luôn. Bị phá rồi, nghỉ. Rồi, ok, link theo để dưới phần mô tả nha. Anh em nào có chơi thì vào tải chơi ha. Còn bây giờ trẩu nó vào nó phá quá. Heo ốp game đây. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like và share ủng hộ heo nha anh em. Share mạnh tay vào. Hy vọng là một ngày gần nhất thì con game này nó sẽ Việt hóa ha. Rồi chúng ta sẽ có một số con game để mà chơi ha. Đây để auto thử xem. Ôi 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 bé ơi, ở đây nè. Đây auto. Đó. Kỹ năng con này hơi bị xàm ha. Đó. Không đẹp lắm, bắn súng mà. Rồi ok, bye bye.